Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyên Sứ Dừa nha. Thì hôm nay trong cái vườn lan nhà Nguyên có một cây nó nở hoa, thì Nguyên cũng quay cho các bạn xem để các bạn đánh giá nha. Đây, cây ở trước mặt Nguyên nè các bạn. Đây, cây này rất là thơm nha các bạn, lan rừng Việt Nam rất là thơm, thơm dữ lắm. Cây này tên là Phi Điệp Đỏ. Nguyên xin nói lại nha, đây là cây Phi Điệp Đỏ, bông rất là đẹp và thơm, giả hạt Hawaii rất là thơm, dữ lắm. Thấy cả nhà thấy không cả nhà? Đây, đây chính là cây phi điệp đỏ cả nhà. Phi điệp đỏ, cây này thì nó nở được ba bông, nó thấy ba cây trong chậu nha cả nhà. Nở ba bông thì nó cũng giống như các loài hoa lan rừng khác. Thì phi đẹp này phơi nắng thì nó cũng thơm lắm. Trời thì hôm nay không được nắng cho lắm nên không có phơi nắng để mà đánh giá được cái mùi thơm nó rực như cái giả hạt CT và giả hạt Hawaii. Nhưng mà trời như thế này thì cũng đánh giá là nó cũng thơm lắm nha cả nhà. Thơm lắm. Đứng gần mà rất là thơm. Chứ nó không có thơm gắt khi chúng ta phơi nắng. Thơm nhẹ. Đây. Đây là phi điệp. Phi điệp đỏ. Thì cái này mình trồng cũng giống như mấy cái kia thôi chứ không gì. Cả nhà coi nè, có bông nè. Đó. Thì phi điệp đỏ, cái họng thì đỏ ha, đỏ. Còn cái cánh thì cánh hồng. Nè. Có hai con mắt nè ha. À, đó, đậm đậm vô rất đậm. Và cây này thì mình xin nói lại là rất là thơm nếu chúng ta phơi nắng nắng dữ nha. Còn hôm nay thì nắng nó không được gắt cho lắm nên nó cũng thơm nhẹ thôi. Gió đung đưa ở đây nha. Đây là lan lan rừng nha cả nhà. Lan rừng thì cây nào nó cũng thơm chứ không phải là không, có một số loài thì nó không thơm thôi. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha cả nhà. Nhà coi nè, thân của nó nhỏ xíu à, mà bông thì nó nở bự à, bự nha, bự. Cái này nếu mà chúng ta treo lên cây nhãn, cây nhãn mà nó chết nha cả nhà, hoặc là cây vú sữa, hoặc là cây lim được cũng được, thì nó rất là đẹp đẹp, nó thòng xuống nha, đẹp lắm. Đẹp vô cùng luôn á, tại vì cây này là thân nó giống như là thân thả vậy á, nên mà khi mình treo nó ra bông đẹp lắm. Mình cũng đang tính làm cái đó nhưng mà hiện tại thì chưa,
Trong thời gian tới thì sẽ làm để quay cho các bạn xem. Mình chỉ làm mấy khúc như thế này thôi, cái này đó, mình chỉ làm mấy khúc vậy thôi, còn dùng cây để mà thả xuống thì chưa, trong thời gian tới chắc sẽ làm. Lên con nè cả nhà, nó lên con rồi ha. Thì chơi xong này mình cắt, mình sẽ làm kỳ. Đây là phân phân viên đó nha, phân viên. Phân viên. Đây là gì? À, đây là gió thông cả nhà, gió thông. Cả nhà thấy video này hay thì cả nhà cho mình một like cũng như một subscribe nhé. Video trước thì các bạn cũng thấy là mình thường quay những cái cây lan trong vườn lan mình để cho các bạn xem ha. Các bạn nào mà có đam mê thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc tận tình cho các bạn để các bạn cùng chơi hoa lan. Thì giờ ai cũng chơi được nha cả nhà, chứ không có kén chọn như xưa nữa nha. Bây giờ là mua về là chơi thôi, còn không nếu mà trồng được thì mình trồng thì mình chơi như như nhà mình, còn không được thì chúng ta mua như đó. Phát bông thì mình cắt bông mình đi gửi cho nhà vườn nào biết chăm sóc á, nữa có bông thì mình sẽ về mình chơi tiếp vậy thôi. Đây đây mình quay cái chậu của nó cả nhà, đây chậu nó nha, ba cây nguyên cây con. Chơi xong là mình sẽ cắt cắt bông dưỡng cây và làm kỳ. Em làng dương nữ là có bao cả nhà. Quá dữ luôn cả nhà. Còn cái này thì rễ nó xịu à, nhưng mà bông được cái là bự bự hơn lan giả hạt nha cả nhà, giả hạt và lan giả hạt CT và giả hạt Hawaii nó bự hơn, còn đỗ thơm thì là hai cái ngang nhau, mình đánh giá theo cái bản thân mình. Còn bạn nào mà chơi cái này rành á thì các bạn cứ đánh giá dưới chúng ta cùng trao đổi nha. Cây này đã nở ít nhất cũng phải trên nửa tháng 14 ngày nó mới tàn nha cả nhà. Cả nhà xem quay nè.
là những cây giả hạt mà lá những cây vũ nữ mà lá dài cả nhà, có bông rồi nè, bông đó cả nhà xem thấy nó dài không, đó là vũ nữ lá dài nha, bông nó màu vàng giống như vũ nữ lá lá kim, lá ngắn thế này đây. Bông nó sẽ bự hơn. Như thế này nữa nha, là mình phải cắt tỉa bớt nha, cắt tỉa bớt để mình cho cây nó ra cái rễ non mới, mấy rễ này là nó già rồi, phải cắt cái tỉa, mình phải lột mấy cái này nè, là mình phải lột bỏ đi nha, để thôi nó đọng nước mưa. Phải cắt tỉa này đi. Cắt bỏ đó. Mấy này là mình phải cắt mình bỏ. Phân viên
Cái này phải nói đẹp quá, xuất sắc luôn cả nhà. Dù nó có ba bông thôi nhưng mà bông bự thơm. Nếu mà cả nhà phơi nắng ha, nắng mà nắng gắt cả 12 giờ thì mình đem vô trong phòng khách là nó thơm từ tầng trệt mà lên tới lầu luôn các bạn, thơm lắm, mà thơm nguyên cái phòng luôn á. Mình cũng đã có thử rồi nên mình mới nói cho các bạn cùng làm với mình ha. Các bạn thấy kênh Nguyên Sĩ Dừa hay cũng như video này hay thì các bạn cho một cái like cũng như subscribe nhé, để mình có động lực để mình làm một những cái video clip mới cho các bạn cùng xem. Thì video clip tiếp theo á là mình sẽ quay hai cây, đó là cây giả hạt Hawaii và cây phi điệp, để cho các bạn cùng xem bông cây để đánh giá ha. Bây giờ Nguyên xin chào quý vị và các bạn. Video này đã kết thúc rồi.